Đấy, mà hỗ trợ cô. Xếp ở cây, xếp đi. Điện rồi nhưng mà nó không điện ý. Nó không nghe á. Xin chào mọi người, em đang ở vườn quất à. Giờ này vẫn đang lang thang ở vườn quất. Chuẩn bị xếp xe vào trong Thanh Hóa cho khách ở Hậu Lộc. Hậu Lộc Thanh Hóa nữa. Mày không điện cho anh Minh đi ra hộ luôn, người trên xe xếp hộ chứ gì, có người có hai người đi bốc lên này, ai xếp ở trên. 60 cây của cây rất là đẹp luôn. Chào bạn Cường Vịt đang xem, 19 bác đang xem, chào bác Thanh Vân. Em quay quất cho mọi người đó. Hôm nay em xuất quất nhá, xuất quất. Chuyến này có lẽ là chuyến cuối, hy vọng là chuyến cuối rồi. Chuyến này chắc là sẽ là chuyến cuối cho các bác về để bán kịp ngày 28 và 29. Em hôm qua em bốc một xe, hôm qua em có livestream bốc một xe cho anh khách ở Hậu Lộc Thanh Hóa thì vừa lỗi 5 giờ chiều anh gọi điện báo là anh đã bán hết cây ngày hôm qua rồi. Bây giờ em xếp gấp cho anh một xe nữa vào để anh kịp bán chuyến buổi sáng ngày 28 và chiều sáng ngày 29. Bây giờ nó bắt đầu nó bốc hàng cho khách rồi, để kịp cho chuyến hàng buổi sớm, sáng sớm ngày mai. Ông cầm cái này kìa. Cây rất là đẹp luôn. Đây như cây này này, cây này thì hơi có mấy cái lá nó vàng vàng thế này nên mới bỏ lại. Còn cây nào cũng đẹp luôn ấy. Thực ra con này thì lấy cũng được. Ừ, cây này lấy cũng được, con này lấy cũng được. Con này lấy cũng được. Phạm Thành 200k một chậu anh Phạm Thành ơi. 200k một chậu thôi. Bác nào lấy thì lên đơn để sáng ngày mai em ship sớm thôi nhá. Bác nào lấy lên đơn sáng ngày mai em ship sớm cho. Toàn cây đẹp mà giá rẻ đấy ạ. Cây này thì những cây này nếu mà bán cách đây 1-2 tuần thì quả to luôn chứ không phải hàng quả bé nhá. Hàng quả to nên chứ không phải hàng quả bé đâu. Hàng như này, hàng đẹp như này nếu mà cách đây khoảng 7 đến 10 hôm thì giá nó khoảng hơn 300k cơ. Nhưng đến ngày hôm nay là nó đã giá nó đã rẻ đi rất là nhiều rồi. Giá rẻ rất là nhiều rồi các bác nhá. Vườn ở Văn Giang Hưng Yên ạ, vườn ở Văn Giang Hưng Yên ạ. Đến ngày hôm nay là giá nó đã rẻ đi nhiều rồi nên mọi người ai mà chưa mua quất nhá. Ai mà chưa mua quất thì các bác mua thì các bác inbox vào Zalo, số điện thoại của em là 0969162214. Đây là xe hàng không, em không biết đã phải là xe hàng cuối cùng chưa, nhưng cũng là một trong những xe hàng mà gần ráp ráp cuối cùng vào cho khách bán dịp Tết ạ. Khách bán là ngày mai đấy. Bán nốt là chuyến ngày mai là ngày 28 Tết. Cây rất là đẹp, quả rất là sai luôn. Hưng Yên rẻ thế, đúng rồi, Hưng Yên rẻ mà, giá Hưng Yên quá rẻ đây. Quất dù đây là, cái này là dù 40 nhá, dù này dù 40. Giá 200k là giá xỉ cho các bác bốc từ 10 cây nhá. Bốc từ 10 cây, ưu tiên giá từ 10 cây cho các bác giá này. Bác nào mà mua 10 cây thì inbox ngay cho em nhá, đều quả to thôi. Đều quả to rất là đẹp luôn. Nào mọi người nhìn này, quả to căng mọng luôn chứ không phải quả bé. Không phải hàng loại hàng quả bé đâu nhá. Mà chẳng qua là vườn kiểu không tiếp cận được với khách ấy. Vườn ở trong sâu là không tiếp cận được với khách, không phải ở đường lớn không tiếp cận được với khách này. Mọi người nhìn là quả to hơn cả cái ngón tay cái của em. Giá cực kỳ rẻ luôn. Giá cực kỳ rẻ luôn. Bác nào mua hàng thì inbox vào Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 cho em nhá. Đều cây quả rất là to này. Chứ không phải hàng quả nhỏ nhá, không phải hàng quả nhỏ. Những cây là cây xấu thì cây này em buộc cái tờ giấy trắng vào là cây mà không xuất bán cho khách này. Những cây xấu này em bỏ lại này. Còn cây xuất cho khách đều cây bán là phải xuất cây bán được nhá. Đều cây đẹp luôn. Đều cây đẹp, cây xuất bán cho khách đều là cây đẹp luôn các bạn ạ. Có đào không? Em không có đào, em có quất thôi. Quả to căng mọng luôn này mọi người nhìn này. Đấy, quả rất là to nhá. Quả to đẹp luôn đấy. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214. Anh ơi, anh nhớ đếm cho em nhá. Được bao nhiêu rồi? 4 rồi. Vâng ạ. Không, tại vì có những hàng ở đây đều cây hàng nó bị dở mà. Dở 3 cây. Cây 5 cây. Hàng đấy bị dở 3 cây đấy. Anh lái xe, anh lên đây, anh
đếm đi em. 5 cây rồi. Ủa rồi, nhưng mà anh chỉ lấy được 60 cây sống. Anh xem chặt cho em nhé, còn đi nó vỡ đâu. Chào 93 bác đang xem. Hôm nay đông người xem thế nhỉ. Đây, cây quất em quay cho mọi người, rất là đẹp luôn này. Lung linh luôn. Đấy, mọi người nhìn này, cây quất rất là đẹp luôn. Hàng này bán giá 200k quá là rẻ luôn đấy. Bác nào mua từ 10 cây là được giá này luôn rồi. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em nhá. Qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Xuất xong 60 cây này thì dự kiến là còn khoảng 100 cây thôi. Giá 200k ạ. Đây mọi người nhìn này, cây rất là đẹp luôn chứ không phải là đến phút cuối rồi vẫn là cây đẹp. Khi em đang đi nhận mua hàng cho khách thì đến phút cuối vẫn là cây đẹp nhá. Còn cây xấu nữa, mà cây xấu thì em sẽ bảo với khách là hết hàng rồi, chứ không bán cây xấu cho khách nhá. Cây mà em đi mua cho khách là những cái cây mà cả xuất đến chuyến cuối cùng vẫn là cây đẹp. Đây mọi người nhìn này, cây rất là đẹp luôn. Đấy, xuất sắc luôn nhá. Chuyển về cho em à, chim cảnh ngọc tùng. Em không biết, em chỉ biết là em chuyển về cho anh Sơn Đào. Anh Sơn Đào ạ. Anh Sơn Đào, anh cái này em chuyển về cho anh Sơn Đào nhá. Thì em không biết là anh ấy là ai luôn. Biết Zalo của anh là anh Sơn Đào thôi. Còn cam kết là cây đẹp luôn. Cây giao cho khách là đến cây cuối cùng vẫn là cây đẹp. Còn vườn, nếu mà vườn mà cây không đẹp thì em đi xem, mà cây xấu thì em sẽ báo với cả khách là anh ơi hết cây rồi, chứ em không giao cây xấu cho khách. Ra cây xấu về mọi người không thể ra được hàng luôn. Đấy, cây rất là đẹp luôn nhá. Cây này là cây của anh khách ở Nghi, ở Hậu Lộc, Thanh Hóa. Có hoa tám cái cây điện thoại nữa của mình đâu. Chuyến này gọi là chuyến áp út rồi, chuyến vét. Chuyến vét của chiều ngày 27 năm nay là thiếu mất một ngày. Chiều ngày 27 là chỉ còn có 2 ngày nữa là Tết thôi. Chuyến vét nhở, chuyến hàng vét. Thì đợi em mấy phút em về, thằng bạn em nó không biết là sẽ nó đưa mèo ấy. Mấy phút thôi nhá. Anh chị ha. Mấy phút luôn. Đó. Thật à, quan hệ rộng thế, chơi cả góp nhặt rồi đấy. Anh mua của anh Sơn Đào, anh bảo anh mua của em rất có duyên luôn, bởi vì là mua lô nào là bán về cái mà bán hết lâu luôn lô đấy luôn ấy. Mua của em rất là có lộc luôn, có duyên luôn ấy. Mua phát về bán hết ngay luôn ấy, không bị ế. Đây này. Đây là quất này, hàng này em chọn cho ai cho mọi người này. Đấy, còn cây đẹp nhá. Chọn cây giao cho khách là cây đẹp, không chọn cây xấu. Còn đây em quay cho. Cái này là chọn cho anh Sơn Đào này. Nếu mà anh đang xem anh đang xem live thì em quay cho anh luôn này. Để cho anh đỡ hồi hộp xem là cái hàng vét cuối. Anh bảo là em nhớ chọn cho anh cây đẹp nhé. Đây. Nói chung là hàng chuyến cuối với cả chuyến đầu thì nó đẹp tương tự nhau. Một cây có bán không? Một cây thì em không làm gì được, em nói thật luôn. Mọi người rủ nhau mua chung đi, 10 nhà hoặc là các bạn chơi với nhau ấy, các bạn rủ nhau mua chung nhá. 10 bạn mỗi bạn một chậu là mình ship được. Thì các bạn mua một chậu thì tiền ship nó còn quá cao hơn cả tiền cây ấy chứ. Nếu mà mọi người mua một chậu thì tiền ship của mọi người nó sẽ cao hơn tiền cây đấy. Nên là mọi người, nếu mà mọi người rủ nhau mua chung 10 chậu là em ship nhá, 10 chậu. Mình mua về mình mang đi biếu, đi tặng này. Thay vì tặng cái khác thì mình tặng cái cây quất này này cũng là được. Cũng là sự lựa chọn cực kỳ tốt luôn. Cây đẹp luôn này, quả to này. Đấy mọi người nhìn em quay sát quả này. Hoàng Trạch, Mễ Sở, Văn Giang, Nghiên nhá. Vẫn còn 100 cây nữa. Bác nào
mà mai bốc sớm, các bác 5 giờ hoặc 6 giờ sáng các bác bốc sớm là vẫn kịp chuyến hàng, vẫn kịp buổi hàng ngày ngày 28 Tết. Ngày mai bác nào bốc sớm đến 5 giờ các bác qua Hoàng Trạch Mễ Sở nhá. Hoàng Trạch Mễ Sở thì vẫn kịp cho các bác về cái chuyến bán hàng tầm 7 đến 8 giờ sáng. Mọi người đi sớm nhất là vẫn kịp đấy ạ. Cây vườn vẫn còn hơn 100 cây đẹp cơ. Thoải mái cho mọi người chọn luôn. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 cho em nhé. Nguyên Tâm 10 cây giá ra sao? Anh Nguyên Tâm ơi, lấy 10 cây là giá là 200k một cây nhá. Lấy từ 10 cây là giá 200k một cây. Đấy là cực kỳ ưu tiên, đến tầm này cực kỳ ưu tiên luôn đấy. Cho số điện thoại đi chị, số điện thoại của mình là 0969162214 ạ. 0969162214. Bạn nào muốn lấy thì mình bốc luôn trong đêm nay này, bốc luôn đêm nay hoặc là bốc sáng, rạng sáng ngày mai. Bạn nào mà lấy, vườn nó còn hơn 100 cây nhá, bạn nào lấy thì lấy luôn bây giờ nhá. Lấy luôn bây giờ, dù 40 nhá, dù 40 là 200k. Bạn nào lấy thì lấy luôn bây giờ. Thì là mình bốc luôn, cây nào cũng đẹp luôn, còn toàn cây đẹp luôn. Đọc lại số điện thoại của mình là 0969162214 ạ. Cây quả rất là đẹp này. Đấy mọi người nhìn quả rất là đẹp luôn, quả xanh, quả chín đầy đủ hết. Bà ra mà khênh cây đi, mưa giết rồi, đứng đấy mà nói phét. Người làm thì vẫn làm, người làm thì vẫn có người làm, mà người đứng nói phét thì vẫn phải có người đứng nói phét, không có thì không, cũng không ra việc được. Nhiệm vụ của em là chỉ là ăn với nói phét thôi mà. Chứ em mà làm, bảo em làm thì chịu luôn. Đây, cây đây đẹp chưa? Xuất sắc luôn nhá. Đấy. Cây xuất sắc luôn ạ. Bác nào mà nhập quất về để bán sáng ngày 28 nhá, sáng ngày 28, sáng ngày 29 thì inbox qua Zalo cho em nhá. 0969162214 vẫn còn hơn 100 cây nữa. Bốc đi 60 cây vẫn còn khoảng 140 cây nữa. Vẫn còn khoảng 140 cây nữa nhá. Bác nào mà đang hết hàng mà đang cần hàng mà chứ không tìm được hàng đẹp thì alo cho em. Đây. Đấy, quay cho mọi người xem. Chuyến hàng cuối cùng nhưng mà quả cây quả rất là đẹp luôn. Đấy. Chọn cho khách là cũng phải chọn hàng ok luôn. Được bao cây rồi anh? Xuất sắc luôn đây này. Đấy, vừa quả xanh vừa quả chín nhá. Vừa quả chín lại hoa lộc lụ nhá. Cây đến ngày cuối cùng xuất cho khách vẫn là cây đẹp, chứ không phải là đến buổi cuối rồi mà giao cây xấu đâu ạ. Khi khách hỏi em là còn hàng đẹp không thì em còn hàng đẹp em đi tìm cho khách, còn hàng đẹp thì em mới bán nhá. Còn khi mà em tìm hàng đẹp em sẽ báo là hết hàng nhá mọi người nhá. Bác nào đang bán cái hàng quất này mà đang hết hàng thì các bác inbox vào Zalo cho em. Số điện thoại là 0969162214 ạ. Alo. Dạ vâng ạ. Cái dù 40 là 200k anh ơi. Dù 50 là 220k. Vâng ạ. Điều cây đẹp luôn anh, quả to luôn đấy ạ. Ở Mễ Sở, Hoàng Trạch Mễ Sở, Văn Giang nghiêng anh ạ. Vâng ạ. Đây em bán cho khách là bao nhiêu chum? 60 chum giá 200k đây. Vâng ạ. Còn nhiều, còn hơn 100 cây mà. Vâng ạ. Vâng, anh lấy bao cây à? À, 30 chum à? Anh ở đâu ạ? Rồi, nếu mà mai qua thì alo cho em. Nhưng mà trước khi đi thì nhớ gọi điện trước để em dậy sớm, em dẫn anh vào vườn nhá. Vâng. Thế nhanh nhá. Bác Giang ấy ẩm quá. Anh Tiến Hương cái giống tại anh không mua của em đấy. Mua của em là đắt hàng luôn.
khách Bắc Giang của em nhá, có một bạn bạn mua quốc thế, bạn mua 150 cây xong rồi hôm qua bạn về đánh thêm 150 cây nữa. Mua của em mà cứ bị đắt hàng em mát vía cực kỳ luôn ấy. Quan trọng là các bạn nhập hàng của ai nhá thì mới về mới đắt hàng nhá. Quan trọng là nhập hàng của ai nữa. Có những bạn mua được hàng rất là đẹp nhưng mà mua được những người lặng vía thì ra hàng rất là khó. Hàng mà qua tay em kiểu gì về các bác cũng đắt hàng luôn. Đấy, cây đẹp chưa? Đấy, mọi người nhìn nhá, cây từ nãy giờ em quay từng cây một luôn cho khách đấy. Quay từng cây một luôn, cây nào cũng đẹp luôn. Đây, như cây này là bất nại này, như cây này bất nại là cây xấu này. Cây xấu không bao giờ giao cho khách luôn. Cây này là cây xấu bất nại này. Đấy. Làm việc nó uy tín luôn đấy ạ. Cây đẹp thì mới giao, cây xấu thì không giao. Cái này bỏ lại à? Vâng ạ. Nó quả bé nó vàng. Đây này. 21. Như cái này cây bỏ lại này. Giải quyết lối mèo. Đây. Như cái này em quay cho mọi người, cây này là cây em bỏ lại này. Tại sao bỏ lại? Vì lá nó vàng này. Đấy, lá nó vàng, quả nó nhỏ này. Lá vàng mà quả nhỏ nó bỏ lại nhá, chứ không phải nhỏ cây lão nhặt cho khách đâu. Đây, cây này giao cho khách này, mọi người nhìn này. Cực kỳ đẹp luôn. Cây giao cho khách này. Mọi người nhìn cây quả nó to thế này. Đấy, ngón tay của em đây, cái quả như này. Quả to gấp đôi ngón tay của em luôn. To gấp đôi ngón tay cái của em luôn nhá. Quả to luôn, đẹp luôn đấy ạ. Chứ không phải là giao cây xấu đâu nhá. Cứ cây đẹp mà giao cho khách, còn cây xấu thì không giao. Mốt cây rồi. Cái hôm nay có thế đẹp không? Tầm này không còn cửa không ai nhà tại. Bác nào mua thì mai qua sớm nhá. Bác nào mua thì mai qua sớm cho em. 5 giờ sáng các bác qua là các bác vẫn kịp lấy được, bán được buổi hàng buổi 7 giờ sáng. 5 giờ sáng qua là vẫn kịp bán buổi hàng 7 giờ sáng luôn. Đấy, cây xuất sắc luôn đấy. Hiện tại ở vườn vẫn còn bao nhiêu cái nhỉ? Vẫn còn dù 40 và dù 50. Còn khoảng 100 chiếc dù nhá. Bác nào mai mua sớm thì inbox vào Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 cho em nhé. Em xin phép em tắt livestream nhá, em tắt livestream để em phát trên TikTok ấy.